đến với video của Túc Khám Phá. Có thể đối với những người bình thường thì ô tô chỉ là một phương tiện đi lại phục vụ cho nhu cầu hàng ngày trong cuộc sống. Thế nhưng những chiếc siêu xe của giới siêu giàu chắc chắn còn mang nhiều giá trị hơn thế, được thể hiện qua những tính năng, động cơ và cả thiết kế. Hãy xem những chiếc siêu xe đắt nhất thế giới để cùng tìm hiểu những điều gì tạo nên những con số chục tỷ, thậm chí cả trăm tỷ như vậy nhé! Những chiếc siêu xe đặc biệt thì luôn được sản xuất giới hạn nhằm gia tăng giá trị cũng như độ hiếm của nó. Và Aston Martin Valkyrie cũng không nằm ngoại lệ. Chỉ có 150 chiếc được bán ra trên toàn thế giới, đi kèm mức giá khoảng 75 tỷ đồng. Là sản phẩm nằm trong dự án hợp tác giữa Aston Martin và đội đua Red Bull Racing. Chiếc xe sở hữu một sức mạnh đáng nể với động cơ V12 6,5 lít, sản sinh công suất 1.130 mã lực. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 cho tới 100 km/h chỉ trong 2,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 362 km/h. Để tăng tối đa không gian nội thất, cả hai ghế được gắn trực tiếp vào bộ khung. Vì thế cả người lái và hành khách đều có dáng ngồi giống như những chiếc xe đua F1. Tính khí động học và lực nén cũng là hai đặc điểm được quan tâm đặc biệt của Valkyrie. Ví dụ như đèn pha được lấy cảm hứng từ các chi tiết đơn giản của các xe F1 với trọng lượng chỉ 30-40%. Valkyrie còn gây chú ý bởi thiết kế ngoại thất và nội thất cực kỳ tương lai. Mọi chi tiết đều được thiết kế và gia công từ những vật liệu nhẹ và bền như carbon để giúp giảm tối đa trọng lượng của xe. Nếu cảm thấy chiếc siêu xe Bugatti Veyron tiêu chuẩn chưa đủ đặc biệt, bạn nên tìm đến hãng độ lừng danh Mansory. Trong những năm qua, hãng Mansory đã từng tạo ra không ít phiên bản độ ấn tượng cho ông hoàng tốc độ Bugatti Veyron. Một trong số đó có Bugatti Veyron Mansory Vivier. Phiên bản giới hạn này không chỉ nằm trong top những chiếc xe đắt nhất thế giới, mà còn là một trong những chiếc xe nhanh và mạnh mẽ nhất thế giới. Bugatti Veyron Mansory Vivier trị giá 78 tỷ đồng, được cung cấp sức mạnh bởi động cơ W16, dung tích 8 lít đi kèm 4 bộ tăng áp, tạo ra công suất 1.184 mã lực và tốc độ tối đa lên tới 405 km/h. Chiếc xe còn được trang bị lớp vỏ bằng sợi carbon cùng đèn LED được nâng cấp ở khắp mọi nơi, từ cụm đèn pha, đèn hậu đến cả trong cabin. Hãng Mansory đã đưa những chất liệu mới vào bên trong xe, cộng thêm bộ pedal bằng nhôm và hàng loạt chi tiết làm từ sợi carbon. Riêng những bộ phận bọc da của chiếc Bugatti Veyron Mansory Vivier đều được khâu thủ công. Trên toàn thế giới, chỉ có đúng 2 chiếc Bugatti Veyron Mansory Vivier được xuất xưởng. Nếu bạn là fan hâm mộ của bộ phim Fast and Furious phần 7 thì chắc chắn cái tên sau đây sẽ khiến bạn quan tâm. Siêu xe thể thao Lincoln Hypersport từng xuất hiện trong bộ phim bom tấn và nó có giá tới 78 tỷ đồng. Mang vẻ ngoài sắc sảo với những đường gân xẻ như một người máy biến hình Transformer, siêu xe đến từ Ả Rập thực sự gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ trên toàn thế giới. Lincoln Hypersport được tạo nên từ những vật liệu nhẹ và đặc biệt, đèn pha LED được phủ một lớp kim cương siêu mỏng. Bên cạnh vẻ đẹp tuyệt vời, chiếc siêu xe được trang bị động cơ 3,7 lít, tăng áp 6 xi lanh thẳng hàng cho công suất 770 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 1.000 Nm cùng với hộp số tự động 6 cấp. Dù với khối động cơ không quá mạnh mẽ, Lincoln Hypersport vẫn có khả năng tăng tốc từ 0 tới 100 km/h trong 2,8 giây và tốc độ tối đa tới 395 km/h. Số lượng sản xuất hạn chế chỉ có 7 chiếc mà thôi. Siêu xe McLaren B1LM sẽ là phiên bản nhanh nhất, hiểm nhất và cuối cùng của dòng siêu xe Hybrid B1 vì chỉ có 6 chiếc trên toàn thế giới. Giá của phiên bản này đã được đội lên rất nhiều so với bản thường. McLaren B1LM là bản nâng cấp của chiếc B1 GTR chuyên dành cho đường đua. Điểm đặc biệt khiến chiếc xe này trở thành một trong những siêu xe đắt đỏ có giá 94 tỷ đồng là nó có được sức mạnh của một chiếc siêu xe mạnh nhất trên đường đua, nhưng đồng thời cũng sở hữu những thông số phù hợp để có thể lưu thông hợp pháp ngoài đường phố hàng ngày.
Xe sử dụng động cơ hybrid mang lại công suất lên tới 986 mã lực, McLaren P1 LM nhẹ hơn tới 60 kg so với phiên bản P1 GTR đường đua, đồng thời được thiết kế lại giúp tăng độ bám đường. Hầu hết các chi tiết trên xe sử dụng nguyên liệu là carbon và hợp kim nhôm, cùng với sự cắt giảm tối đa những chi tiết thừa, khiến chiếc xe này có được trọng lượng siêu nhẹ. Chiếc xe tuy rất nhẹ nhưng không bị hất tung lên khi chạy với tốc độ cao hay ôm cua. Được ví như tiềm kích mặt đường, Lamborghini Veneno Roadster được sản xuất chỉ 9 chiếc với giá bán cao ngất ngưởng. Có điều gì đặc biệt trong chiếc xe 103 tỷ đồng này? Veneno Roadster sử dụng động cơ V12 6,5 lít như trên chiếc Aventador, nhưng công suất nâng lên thành 750 mã lực, mô men xoắn 690 Nm. Động cơ kết hợp cùng với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh thông qua hộp số ESR với 5 chế độ lựa chọn cho phép siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 tới 100 km/h trong vòng 2,9 giây và có thể đạt được tốc độ tối đa 355 km/h. Lamborghini Veneno Roadster mang kiểu dáng, phong cách tuyệt đẹp với thiết kế siêu thấp đặc trưng của Lamborghini và phần đầu xe nhọn như một mũi tên. Đây là một trong những siêu xe độc và hiếm nhất thế giới với chỉ 9 chiếc được sản xuất và bán ra trên toàn thế giới và mức giá 103 tỷ đồng, đưa nó trở thành mẫu xe đắt nhất của nhà Lamborghini. Koenigsegg là hãng xe Thụy Điển, chỉ mới được thành lập vào năm 1994 nhưng đã khiến giới yêu xe trên toàn thế giới phải trầm trồ với những siêu phẩm của mình, tiêu biểu là CCXR Trevita. Koenigsegg CCXR Trevita gây ấn tượng bởi thân xe được phủ hoàn toàn bằng sợi carbon bọc kim cương và vật liệu độc quyền của Koenigsegg. Khi được chiếu sáng, chiếc xe trở nên lấp lánh như được bao phủ bởi một lớp kim cương. Siêu xe Thụy Điển sở hữu khối động cơ tăng áp kép V8 4,8 lít, 4 van mỗi xi lanh, sản sinh 1.018 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.080 Nm. Nhờ đó, chiếc xe có thể đạt được tốc độ 100 km/h chỉ trong 2,9 giây và có tốc độ tối đa đáng kinh ngạc 410 km/h. Đây là một trong những chiếc xe hiếm nhất thế giới, chỉ với 3 chiếc được sản xuất và một trong số đó thuộc về võ sĩ quyền Anh Floyd Mayweather. Là một phiên bản đắt tiền của Bugatti Chiron, chiếc Divo có giá lên tới gần 6 triệu đô la Mỹ. Khác với những người anh em của mình, tốc độ tối đa của chiếc Divo được giới hạn ở mức 380 km/h, thấp hơn 40 km so với chiếc Chiron. Tuy nhiên, Bugatti vẫn tuyên bố rằng Divo chạy một vòng quanh đường chạy thử Nardo ở Ý nhanh hơn 8 giây, mặc dù vẫn giữ nguyên phần lốp xe, phanh và động cơ V16 8 lít, công suất 1.479 mã lực. Divo đã được cải tiến khá nhiều với việc thêm góc đặt bánh xe camber, hệ thống điều chỉnh bánh lái và các chế độ lái được sửa đổi bao gồm chế độ lái EB tiêu chuẩn, đường cao tốc và lái tay. Số lượng Divo còn hiếm hơn cả so với Chiron khi Bugatti chỉ lên kế hoạch sản xuất duy nhất 40 chiếc trên toàn thế giới và tất cả đã được bán hết ngay sau khi siêu xe này được ra mắt cho 40 chủ sở hữu cực kỳ giàu có, những người đã bỏ ra 133 tỷ để có đặc quyền sở hữu một trong những chiếc xe cực kỳ đặc biệt này. Mercedes-Benz Maybach Accelero được ra mắt năm 2004 theo yêu cầu của bộ phận Funda thuộc công ty Lockwood Gear. Honda cần một chiếc xe có thể chạy tốc độ 350 km/h nhằm thử nghiệm lốp thế hệ mới. Maybach Accelero có 4 chỗ ngồi, nặng 2.654 kg. Chiếc xe này sử dụng động cơ V12 tăng áp kép với công suất 700 mã lực. Đây là chiếc xe hiếm nhất trên thế giới với chỉ một bản duy nhất trên toàn cầu với giá 8 triệu đô la Mỹ. Siêu xe do hãng Mercedes-Benz sản xuất từng xuất hiện trong MV ca nhạc Lost One của rapper Jay-Z. Accelero sau đó đã được bán lại cho rapper Brian Birdman Williams. Theo những thông tin mới nhất, siêu xe này tiếp tục được trao qua cho một người chủ tại Đức.
bỏ xa hoàn toàn những cái tên khác trong bảng xếp hạng này. Rolls-Royce Redtail, chiếc xe siêu sang đến từ hãng xe Anh Quốc, đang giữ vị trí thứ hai trong danh sách này. Rolls-Royce Redtail là một trong những sản phẩm độc nhất vô nhị được thiết kế riêng cho một trong những khách hàng giàu có nhất của Rolls-Royce. Lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền sang trọng kết hợp với phong cách mẫu xe Rolls-Royce cổ điển, hãng xe Anh Quốc đã cho ra đời một siêu phẩm độc nhất vô nhị dựa trên nguyên mẫu là chiếc Rolls-Royce Phantom Coupe. Siêu xe sang này sử dụng động cơ V12 turbo 6,75 lít, cung cấp 453 mã lực và mô men xoắn 720 Nm, cùng hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau của nguyên mẫu Phantom Coupe với mức giá trên trời 295 tỷ đồng. Đây là chiếc siêu xe hội tụ mọi tinh hoa và đẳng cấp bậc nhất của Rolls-Royce, chỉ đúng một chiếc duy nhất trên toàn thế giới. Và đứng đầu trong danh sách này là Pagani Zonda HP Barchetta. Chiếc xe này ra đời nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của ông chủ Horacio Pagani vào năm 2017 với chỉ 3 chiếc. Theo Pagani, HP là ký tự đầu tiên trong tên gọi của ông. Chỉ có đúng 3 chiếc Pagani Zonda HP Barchetta được sản xuất, trong đó một chiếc dành cho chính ông Pagani, trong khi hai chiếc còn lại đã có người đặt trước, dù giá xe, như đã nói, hoàn toàn không ở mức bình thường, ngay cả khi so sánh với mặt bằng chung thị trường siêu xe. Với mức giá bán hơn 402,5 tỷ đồng, đây là chiếc xe thương mại đắt nhất trong lịch sử từng được bán. Trái tim của Pagani Zonda HP Barchetta vẫn là khối động cơ V12 7,3 lít do Mercedes-AMG sản xuất, sản sinh công suất 789 mã lực. Sức mạnh này được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số sàn 6 cấp. Được biết, siêu phẩm này có thể đạt vận tốc tối đa 338 km/h. Vừa rồi là 10 chiếc siêu xe đắt nhất thế giới, quả là những siêu phẩm đến từ những ông lớn trên toàn thế giới, được hoàn thiện từ tổng thể cho đến những chi tiết nhỏ nhất. Bảo sao mà các tỷ phú không mạnh dạn chi mạnh để sở hữu lấy một chiếc cơ chứ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về những chiếc xe này ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, Top Khám Phá xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!